xuất. Vâng, chào các bác và anh em, và nhất là các bác và anh em yêu âm thanh ở Hải Dương. Và hiện tại thì anh em kỹ thuật của Zika Audio chúng em đang có mặt ở Hải Dương để đến lắp đặt cho gia đình anh xuất một bộ dàn karaoke. Ở đây theo vị trí bản đồ em còn cách nhà anh xuất khoảng hơn 1 km nữa. Và sau khi nhà anh xuất thì các bác lại được tham quan ngôi nhà và thưởng thức cái chất âm của bộ dàn do anh em Zika chúng em setup. Mời các bác. Vâng, chào các bác và anh em yêu âm thanh, và hiện tại thì anh em kỹ thuật Zika chúng em đã setup xong cho ngôi nhà của anh xuất với một bộ dàn loa C12 Pro, một con đẩy lên loa X22 và một cục dây VGF321 và một loa siêu trầm F1200. Và kỹ thuật bên em đang tiến hành setup và cắt chỉnh chi tiêu. Mời các bác và anh em cùng lắng nghe cái chất nhạc của bộ dàn C12. Vâng, và mời các bác nghe anh hàng xóm của nhà anh hát một bài karaoke trên bộ dàn C12. Anh đưa em về thăm quê anh, về ngã sông rừng lần đầu. Anh ấy hát hay. Cái giọng này khả năng có thêm tí rượu vào hay nữa. Về Hải Dương, anh đưa em về quê mẹ thân thương, đã ba sông lầy chờ bầu giữa bên con đó, con đò nằm đau nỗi nhớ cồn cồn. Mời các bác lắng nghe Mr. Đệ hát một bài karaoke. Tầm 3-5 m² thì hãy tham khảo bộ dàn karaoke của nhà anh xuất hôm nay. Một cặp loa C12, một con đẩy X22, một cặp cắp dây VGF321 và một loa siêu trầm F1200. Giải trí thì nó không hề là đơn giản, nó như một phòng hát chuyên nghiệp các bạn.